Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay thì ngành y tế đã phối hợp với các địa phương kịp thời triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định sau khi Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine. Cụ thể, đến nay đã tiêm được hơn 165 liều vaccine các loại gồm Pfizer, Moderna và AstraZeneca, trong đó có 130.780 người tiêm mũi 1 và 34.525 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Mới đây, Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm từ Bộ Y tế 43.880 liều vaccine, trong đó có 35.360 liều vaccine Moderna, hơn 7.000 liều Pfizer và 1.500 liều vaccine AstraZeneca. Ngành y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định. Qua 3 đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng vừa qua thì đã có một số trường hợp trực tiếp tham gia lực lượng phòng chống dịch từ quận, huyện đến phường xã và tổ dân phố nhiễm COVID-19. Vì vậy, lực lượng này cần tiếp tục được rà soát để tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.